Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video của bạn nhớ bấm like, mới ký cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Safi Chip nhận 200 token có cái là XTF nè, có khoảng 20 đô cho dự án này các bạn. Thì để tham gia dự án hôm nay các bạn click vào link mô tả dưới video ngoài trong Start Chatbot nè. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow tờ Twitter nè và retweet bot nè. Trên tờ Twitter nữa các bạn theo dõi nè. Các bạn like nè, các bạn nhận tweet nè. Các bạn tăng dài người bạn vào hoặc có thể tweet nha các bạn. Rồi. Nhiệm vụ tiếp theo thì các bạn follow Instagram nè. Trên Instagram thì các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Rồi các bạn join vào kênh Telegram group nữa nè. Coi có lúc group xa không các bạn. Một anh chat out Telegram, Twitter, contact, also website. Cái này nó chỉ ấy quá thôi các bạn. Nó giới thiệu dự án đó thôi các bạn. Các bạn nó chat nha các bạn. Rồi, các bạn bấm sau show này drop nha các bạn. Rồi, các bạn bấm submit. Rồi, các bạn join kênh group. Xong xuôi thì bạn điền là username các bạn đã join vào kênh group nha các bạn. Là máy group. Khá là ngon luôn các bạn. Các bạn làm nhiệm vụ xương xương để sau này nó không phối nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn gửi đường link profile tại Twitter của mình nha các bạn. Thì bạn mở tại Twitter tất cả bạn ra nè, bạn nhấp vào ba cánh cùng, nhấp vào một hồ sơ nè. Bạn nhấp vào ba cánh cùng, bạn chia sẻ nè. Rồi bạn sẽ chép liên kết nha các bạn. Rồi bạn gửi cho bot nè. Rồi tiếp tục các bạn gửi đường link profile Instagram nha các bạn. Thì các bạn nhấp vào Instagram nè. Trên Instagram bạn nhấp vào mũi tên nè các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ảnh avatar của mình nha các bạn. Rồi bạn nhấp vào bao ảnh cùng nè. Các bạn sao chép đường link Instagram mình nè. Sau đó các bạn gửi địa chỉ GBNB sang mã trên bet20 trên chiếc chocolate mình nha các bạn. Rồi bạn sao chép nha các bạn. Gửi cho bot nè. Rồi, các bạn bấm balance đi check số cần kiếm được các bạn. Mình đã nhận được 200 token có kèo là XTX nè. Các bạn dễ liên ghép và chia sẻ trong về những thằng để kiếm token các bạn. Vậy video mình đang kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.